Hello anh em nha, hôm nay là sáng thứ năm ngày 10 tháng 8. Chúc anh em một buổi sáng nhiều năng lượng nha anh em. Em cảm ơn anh em nha, tối hôm qua anh em ủng hộ em rất là nhanh luôn. Cái top ACU là không còn con nào nha anh em. Rồi sáng nay thì em lên tất cả 4 con cho anh em lựa nữa ha. Đó, anh em nào tối qua mà bắt không được thì hôm nay có clip để bắt ha. Ở một con gà đá anh em quan trọng nhất là nước nuôi anh em ha. Nước nuôi khung tay là đầu tiên. Từ những cái đó tốt rồi thì sau này con gà mới có nước bền, nó mới có cái bộ khung tốt, nước nuôi nó tốt, mình nuôi nó nhanh lắm, nó dễ lắm, chứ không cần phải nuôi thuốc. Khi mà con gà mà nó có thể lực tốt rồi mình mới nghĩ tới chuyện đá hay nha, đá hay đá dở, đâm hay không đâm đó. Khi mà có sức rồi á thì bắt đầu những cái chuyện đó thì mình bắt đầu mới nghĩ tới rồi đó. Gần như những con ACU này là những cái bộ móng nha anh em, bộ móng đầu tiên cho anh em xây dựng những cái bộn gà. Rồi chia sẻ sơ sơ với anh em mà ha. Rồi không có dông dài nữa, em để giá 1 triệu một con nha. Rồi anh em nào có mến thì alo em. Chào anh em nha.